vào cái nhà cao ráo gì vậy? Và những cái dầm quá ngay rồi. Không mà vào cửa bằng tay bao giờ mình này. Nhiều khi thợ thuyền về quê ăn cỗ hay là vướng việc ấy, có vài ba người vẫn cứ làm cho người ta, cho chủ nhà người ta cứ xuất việc. Đây là hôm nay anh em chúng tôi có mặt tại Gia Lâm anh em ạ, để thăm lại công trình của anh Thọ anh em ạ. Công trình đợt trước giao máy thì anh ấy làm xong rồi. Đấy, công trình 3 tầng cũng như này. Nếu bình thường mà không có máy này, chết thì nhà phải gọi thêm bao nhiêu người nữa xong rồi. Ở đấy. Thế là anh yên tâm, máy móc ở đây là cảm biến là biết có hết rồi. Nên là anh ấy bị tắc lần nào như nhỉ? Ở đấy, tụi kia. Đấy, chứ là thế mà làm. Thì cái độ này không xong quá đâu ơi. Xuống giáo quá, sầm nắp cũng được hút về, lấy lên có bao giờ tắc không ạ? À? Đấy, chính xác, có chưa bao giờ tắc bao giờ. Nên là cái điều khiển hút về được tiện đúng không? Ngày xưa bọn em khổ, khốn khổ với cái thục vít đấy chứ. Bọn em bỏ thục vít lâu, ngày xưa bọn em khốn khổ luôn. Tại vì làm cái thục vít ấy là nó mà tắc ấy, là nó kẹt nguyên cả cái cục luôn ấy. Xử lý mệt. Nhưng anh em được thầy không? Không, nhưng mà phải xử lý là cho anh em làm việc được anh ạ. Được rồi. Hai là nhiệt tình như thế thì anh em sau cái chuyện rất nhiều mà mình sau là càng người có tiếng. Đây là anh em làm với em 4-5 năm rồi, người ta không chú nhiệt tình. Shotado, máy phun vữa số 1 Việt Nam. Shotado xin chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì chúng tôi đang có mặt ở Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội để thăm lại anh Thọ đang áp dụng máy phun vữa Shotado 11. Đấy. Hay. Nãy giờ cũng vừa lên trên tầng 2 trước rồi. Chỗ các bác đang phun thì cũng nói chuyện với anh Thọ đấy. Ở đây thì anh Thọ ơi, ở đây cũng lưu ý anh Thọ cũng như là tất cả anh em nhé. Thì khi mà đặt máy sau này ấy, thì chúng ta nên đặt cái máy làm sao để cho mà cái đầu bơm này nó quay ngược lại. Để khi mà bơm ngược như thế này thì áp suất nó sẽ ăn ngược lại ống ép này nhiều hơn, thì cái ổ mài mòn hơn đấy. Đấy, cái này là anh vừa làm xong một công trình ở bên kia. Bên kia mấy tầng à? Cũng tầm 3 tầng. 3 tầng. 3 tầng. Đấy. Thế vừa rồi bây giờ làm có vướng mắc gì không anh? Có khó khăn gì nữa không? Bây giờ thì nó quen thế rồi. Dạ. Đấy. Giờ có cái gì là cứ toàn hỏng hóc cái gì cứ gọi toàn bên nhà chú thôi. Dạ. Đấy. Anh em là chỗ anh em kỹ thuật là hỗ trợ anh ok đúng không? Dạ. Nhờ bên chú nhiệt tình. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Và cái là dạ quan trọng nhất là để anh làm nó không bị vướng việc đấy, lưu ý giúp em nhá. Okay. Cái này cái nước này là anh có thể pha thêm phụ da này như em nói. Ví dụ như là anh lấy phụ da đi. Lúc nãy có cái ấy đưa cho chị cho Hoàng đấy, ít thôi, một xíu thôi là được. Mình pha thêm vào nước này nó trơn đấy. Đấy rồi, đấy rồi, đấy đúng rồi đấy, tiếp đi cho nó đều đi. Đấy, được đấy. Và sao lấy xà phòng. Đấy. Nó trơn. Vừa rồi là có chia sẻ là đối với cái nước làm mát này anh em ạ, là anh em có thể dùng một ít cái nước xà phòng ấy. Nước xà phòng rửa bát ấy, mình bỏ vào đây cho nó trơn để mà giảm cái ma sát đi. Đấy. Thì ống ép nó sẽ được bền rất là lâu. Đấy. Thế anh Thọ có thể chia sẻ với là anh em xem là nói chung là anh Thọ cũng mới áp dụng được tầm khoảng 2 tháng nhỉ? Hơn tháng nhỉ? Nói chung là mới áp dụng được tương đối Colorado của mình là được hơn tháng. Thì thấy là thế nào anh? Đối với cái thầu mà ở đây chia sẻ với tất cả anh em ở đây là khu Bát Tràng này là anh Thọ là một cái thầu cực kỳ uy tín nhá. Riêng là giáo mát cốt pha là đầu tư hết đúng không anh? Tôi đầu tư đầy đủ hết. Dạ, vừa rồi là anh đầu tư giáo mát cốt pha khoảng mấy trăm triệu ấy nhỉ. Sang năm là anh Thọ còn chia sẻ là đầu tư 500 nữa. Đấy. Thế thì anh Thọ có thể chia sẻ là có lợi công làm này không? Nói chung là về công việc về máy móc này, nói chung là làm rất thuận lợi. Dạ. Thứ nhất là ví dụ mà không có máy móc này, cái nhà này có thể là không có xong được. Đấy thì thứ nhất là làm cái này làm nó nhanh, nghĩa là không phải khẩu vật liệu lên này rồi. Cát không sàng cát. Yeah. Máy là nó tự động luôn, dừng sàng cũng luôn. Đúng rồi. Đấy, máy móc và làm bây giờ thứ nhất là lên các cái thầu là cứ dùng bằng máy móc làm nó lợi. Thứ nhất là
dán được công nhân. Công nhân này, không phải sàng cát này. Không phải sàng cát, không phải tòi lên. Đấy, vừa rồi đầu tư cái máy này là được hơn tháng. Dạ. Nói chung là làm nhiều quá. Nói chung là hỏng hóc cái gì là gọi là công ty cái là... Dạ. Hôm trước là bị cái gì nhỉ? Hôm trước là vướng cái gì nhỉ? Anh à, hôm trước là... lâu lâu là... Hôm trước mà gọi... Cái này. Cái này là có hơi này, không bịt vào. À, có nghĩa là đây là hỏa đúng không? Hỏa đúng không? Khí không bịt vào, nó lên. Thế sau anh có thể là dùng cái dây chun cao su ấy, anh được cũng được. Là nó sẽ kín. Thì ở đây em cũng chia sẻ với anh em là nhiều lúc là chẳng hạn như tự nhiên thấy bơm yếu đúng không anh Thọ? Thì nó rất đơn giản thôi, có thể là kiểm tra cái ống này trước này. Đấy. Thì xem là nó có bị hở khí không? Chiết có chặt không? Đó, chiết mà lỏng là hút cả khí thì bơm lên sẽ yếu anh em ạ. Thực ra là nãy giờ tôi cũng chưa đi tham quan công trình của anh Thọ thì thấy từ cái công tác xây đổ bê tông cột dầm rất là chuẩn đấy, đó là chuẩn anh ạ. Em là từ làm ấn tượng đấy. Thế thì công việc thì sang năm nó mới có việc. Dạ. Thế là đây là có phải là nói gì thì nói, đầu tiên là phải là cái uy tín đúng không anh? Đúng, uy tín, cái gì uy tín là xây bằng từ cái chất lượng. Đúng rồi. Sau đó là mới đến những cái thiết bị công nghệ mình nâng cấp để mình khác biệt. Mình đúng rồi. Thì thi công nhanh hơn thì chủ nhà người ta cũng ưng hơn đúng không anh? Dạ. Chủ nhà như này, chủ nhà nhìn thấy bơm này có thích hơn đúng không anh? Chủ nhà thấy lắm, ngoài lắm. Bởi vì một bơm này nhanh quá. Dạ. Có tết vào nhà sớm, nhà tết vào sớm quá. Với lại là nhìn cái mặt ngoài anh đây phun luôn đúng không? Đúng đấy, nhìn mặt ngoài nhìn nó là nhìn chất lượng vữa là nhìn thích hơn, đồng đều đúng không? Đồng đều. Đấy. Đồng đều. Đấy, chủ nhà mà ưng rồi là nhất rồi. Chủ nhà ưng ngay. Dạ. Mua máy và gái hôm đầu tiên thử gái là chủ nhà sướng, có cái này hết và nhanh. Đây là nhanh đúng không? Thực ra là nếu như mà mình mà nhiều khi thợ đến mà ít được quá thì cứ làm đèo tèo người thợ chủ người ta không buồn nữa đúng không? Nhưng mà cái máy móc dạ. Có thể là mình làm nhà có thể đi chỗ khác nghỉ 2-3 hôm, chủ nhà không có gì thì mình biết có máy rồi. Đấy. Nhưng mà không có máy này mà chủ nhà cũng là phải dùng liên tục. Dạ. Rồi cuối năm rồi chị cứ vào đây. Dạ. Oh, được rồi, được rồi. Chung là cái chủ nhà ưng là được. Tại vì anh có thấy là ví dụ như anh làm nghề thì anh có thấy là làm được cho chủ nhà này nhưng mà người thân của chủ nhà nữa đúng không? Đúng đấy, giới thiệu. Bạn bè người thân của chủ nhà. Thế này chính anh mua con máy này này. Dạ. Thế sang năm làm ba cái tối thôi. Đấy. Đấy. Sang năm còn đầu tư mấy trăm triệu nữa cơ mà. Kinh đấy. Dạ. 500. Dạ. Tuyệt vời đấy. Thế mới đủ. Còn nếu như mà anh ấy thì anh cứ triển khai đi. Rồi. Dạ, anh cứ triển khai đi. Rồi, giờ không, bây giờ không, giờ anh em nó làm đúng rồi. Dạ, anh dạ, dạ. Làm đúng. Nhưng mà cái máy trộn này sau mà bé làm thêm cái trộn một bao ấy chị ạ. Dạ. Bây giờ to nhưng mà không. À đây đây là bên này là sẵn bên này rồi đúng không? Bên này. Dạ. Con này con nhỏ làm như một bao trộn cho nó khỏe. Nhưng con này cũng khỏe, con này mua khỏe. Cái cảm biến này. Đấy, quay hướng đấy thôi. Cái cảm biến này là đáng tiền lắm anh này. Gần chục triệu cái cảm biến này đấy nhá. Gần chục triệu con này. Không, không phải đùa, nhập nước ngoài đấy. Đó là khi mà anh hình dung nhá, là khi mà anh bị tắt ở ngoài này. Anh tắt ngoài ống cái này là bình thường nha, là anh ví dụ anh hình dung là anh cầm giống tiêu anh thổi ấy. Nếu như ở ngoài anh bóp giống tiêu đi là cái miệng anh cứ phừng lên đúng không? Thì cái này cũng nguyên lý như thế. Nếu như mà cái ống ở ngoài này mà nó bị ống 30 mét đây này mà nó bị tắt chẳng hạn là nó sẽ áp lực nó sẽ đẩy ngược lại vào cái này. Thì khi đẩy ngược lại cái này ấy là bắt đầu là vừa vẫn cứ hút vào đúng không? Thì nó sẽ phình cái ống này ra. Thì nó sẽ bị nghẹt. Nếu như mà không có cảm biến này là nó cứ dằn thì một là nổ ống. Cái cảm biến này nó sẽ nhận biết được là cảm biến biến này này nó sẽ nhận biết được là khi nào bị như vậy là nó sẽ ngắt. Đấy, nó sẽ tự động nó ngắt. Bây giờ cải tiến nó lớn. Đúng rồi. Hơn trước. Lớn nhiều. Rồi là nó sẽ ngắt lại thì nó sẽ mình lúc đấy là mình sẽ vệ sinh thôi. Hút ngược sẽ vệ sinh thôi. Đấy. Nhưng mà khi mà làm máy như thế này là ví dụ như nhiều khi là thợ về ăn cỗ đúng không?
hay là về gặt kiếp gì đó mình cũng không sợ, đúng rồi. Không, chỉ cần bốn người làm bốn người cả phụ nữa là vẫn làm được. Bốn người là làm đấy móc này. Em nói thật là làm một thời gian nó quen mà mất điện hay như nào là tự không muốn làm nữa. Thế nhưng có máy này ông chủ nhà có tính là mấy công hả? Mấy công, ông chủ nhà tính mấy công xong với đây ừ thế chủ nhà có cái này nhanh lắm. À đấy ba giờ giáo này đánh bắt giáo gì đấy? Đâu cây kia sắp hết đấy không, nhưng mà lỗ bị vào à, bịt rồi thì bịt rồi bịt kéo đấy kia. Biệt nội giáo mà ông không nhìn rõ nhỉ? Được. Cái gì mà khó hay là cái gì vướng là cứ gọi luôn anh nhé. Ok. Để mà xử lý. Với lại thứ hai nữa là lưu ý cho em cứ thỉnh thoảng một hai tuần gì đó ấy, là anh mua cho em cái lọ, anh em ấy mua cái lọ RB7 ấy. Đấy, RB7. RB7 á? RB7 là cái lọ mà nó dạng xịt để chống rỉ riếc ấy. À, hoặc là ra ngoài kim khí ấy, mua cái lọ mỡ bò cũng được. Mỡ bò à? Mỡ bò nước à? Đấy. Xịt vào ốc vào ốc này à, tại vì cái nước khi nào nó cũng không thể kín 100% được, nó sẽ rỉ nước vào các vòng bi vòng biếc thì rỉ nước vào, nên là mình một hai tuần là mình cứ xịt đơn giản thôi mà. À, xịt vào con ốc vào đúng không? Xịt vào bên cạnh thân như này à, xịt vào quả lô quả liếc này, cứ mỡ bò được thế, mỡ bò được cho nó hạn chế cái nước nó rỉ vào ấy à. Đấy. Thì nó sẽ bền. Của bên nói chung là vẫn tại người đấy nhá. Có thêm ít xà phòng nhá. Nước à, sao anh em mới cho ít ra nước đúng không? Được nước rửa chén vào đây này. Đấy, cho nó làm trơn đi. Giảm ma sát thì cái bếp của mình nó sẽ lâu mài mòn hơn rất là nhiều. Tại vì chia sẻ với cả anh Thọ với lại tất cả những anh em, đặc biệt là những anh em mới ấy, là có thể là khi mà chưa sử dụng máy ấy, là mình chưa quan tâm đến vấn đề ống áng, nhưng thực chất làm cái máy này ấy, làm một cái ống mình phải dùng được nhiều công trình thì mình khấu hao cái máy rất nhanh đấy. Nên ấy, cái bài toán cuối cùng ấy là mình phải bền được cái ống ép cao su này đấy. Nên là tại sao mà Sotado là có cảm biến này, rồi thì công tắc công giãn này, rồi thì điều khiển từ xa hai chiều là để anh hút lại như anh nói ấy. Đấy, rất là thực ra hút lại như thế này là nó giảm tắc, và giảm tắc thì nó sẽ bền ống ép, thì là để cho anh em làm sao khấu hao nhanh nhất là phải bền được ống ép này đấy anh ấy. Mọi việc là anh phải để ống ép này bền nhất anh ạ. Đấy nhá, để cho anh em mới cũng hiểu nữa đấy. Ống ép này là công trình này công trình thứ hai đấy, thứ hai là coi như là gần xong rồi đấy, vẫn chạy ngon này. Tổng vía là cứ bôi vữa là chuẩn như thế này, như anh em trộn nó chuẩn này à, cứ thế là làm một trong như này là được đấy, môi vữa như này qua nó nhìn bây giờ là chỉ cần nhìn thôi đúng không, là biết rồi đúng không đấy. Cứ vệ sinh vệ cháo trộn vữa vệ sinh cho thật chuẩn đấy, để không thôi vệ sinh sạch sẽ. À, với lại một cái điều kiện nữa đó là cái điện đó mình cố gắng ổn định một tí, không biết hết khỏe đấy, đây điện hết khỏe đấy. Riêng Hà Nội và đây đúng cái điện này đấy, ý và em ở đấy, ý em là vậy à. Có nghĩa là máy móc dù có đến đâu ấy mà mình đã là máy một pha rồi, một pha mà lại còn điện yếu nữa thì chịu rồi, một điện yếu không làm được ừ. Nhiều điện đây rất khỏe dạ. Còn hơn 200 đấy, sau mà cần đóng góp cái gì ấy, là anh cứ đóng góp thêm cho bọn em rồi. Để dần dần ấy là bọn em phải nâng cấp lên làm sao để cho nó phải hoàn chỉnh nhất anh nhá. Rồi. Nhớ nhá, đi vào đây xem. Đây là anh em bên bán máy ạ. Dạ, máy bán cho con mà. Dạ đúng rồi. Làm ra để nhà tôi nó nhanh. À. Nhưng mà cứ làm như thế này là đỡ sốt ruột đúng không? Nhìn đỡ sốt ruột đúng không? Hiện tại hạ chuyện. Dạ. Có phải cải tiến lên. Dạ. Chị ơi, em quay thì thông cảm nha. Có gì hả? Chị cứ cần mẫn quá. Đây là chị nhà vợ anh Thọ anh em nha, rất là cần mẫn. Nãy giờ là rất là chăm chỉ, cần mẫn. Không phải kéo. Nhưng mà anh là người gốc là anh ở đâu? Anh ở Bắc Giang á. Anh Bắc Giang đúng không? Ờ. Chỗ này Bắc Giang à? Anh ở Yên Dũng. Yên Dũng à? Yên Dũng Bắc Giang à. Tuyệt vời anh ạ, em thấy nhanh lắm đấy. Rất là khen.
đấy, cứ nhiều anh em là chưa làm mà cứ nghĩ là phun dày phun mỏng hay là tường nghiêng tường ấy khó, nhưng thực ra là có gì đâu, cứ theo mốc mà làm, mà cứ tường xây chuẩn, cột đổ chuẩn như thế này là càng nhàn càng khỏe. Cứ làm kỹ ban đầu thì sau anh em đỡ cái công phải sửa chữa thôi. Công thứ nhất là phủ xuống nó đều, cứ một phân là một phân, phân 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 là nhà lắm. Cái chủ nhà nãy cô khen anh chiếc làm đây thì anh nhà nào cũng chưa đấy, cứ phun rồi cần ít thợ thôi đấy, cứ thế là gạt thôi đúng không anh? Gạt rồi đánh mặt, đánh mặt là ai đánh mặt đúng rồi, gạt xong rồi cán cán xong rồi sau tước cắt cắt cháy làm nhà. Đấy, thời buổi là công nghệ mà cứ áp dụng máy móc làm hiệu quả. Dạ, chị. Mà bớt được nhân công, có thể là máy dùng máy 4 người làm được. Cũng, cần ví dụ nhiều khi cần vài ba người thôi cũng được, nó không bị gián đoạn. Nhiều khi làm tay mà chỉ có vài ba người thôi nản, thôi nghỉ luôn. Đúng rồi, tay ba người thì nếu mà nghỉ luôn được bao nhiêu? Chờ cầu cát lên đào bữa thì chiều bố rồi. Cạnh trước này vẫn cầm trước luôn đúng không? Ừ, đấy, cầm nước trước. Ừ. Sao cho người đi cầm cạnh trước nào bận, nào xong rồi thợ ra cái này cho nó cầm nước cửa này. Chuẩn bị là quay mặt tiền. Đúng không? Ngồi tiền thợ thì phụ. Ừ, phụ khó. Thợ phụ rất khó, ít ít gì. Ừ. Là vì công ty đấy. Thế nên dùng máy móc. Thì làm có thể được 4 người là ok rồi. Ừ. Không nhận anh nhỉ? Chứ bây giờ... Bây giờ làm công ty mới bây giờ... cứ phải máy móc là một hai hầu như anh là đi hầu như không có ít đấy, chỉ nhà đây à, chỉ nhà không nhà em cho anh ạ. Dạ anh. Em bên máy phun đây vừa đây, anh ngồi đây à, anh thọ làm như này đỡ sốt ruột đấy anh nhỉ. À? Máy móc vào đỡ sốt ruột thì ông mới dám dứa mình là tiết thọ. Về đầu tư công nghệ là máy móc vào nó phải khác đi đúng không? Nhưng mà cái lúc nãy em mới đến đây ấy, là em khen anh thọ ngay, tại vì lúc đó chưa gì cả, là em nhìn là em khen là tường xây sạch sẽ và cột đổ rất chuẩn, nên là sau này ra lớp áo nó rất là đều, nó không phải chỗ dày chỗ mỏng. Anh hỏi nghe đồ đi đấy, vào nhà mình là cũng ma cái chân là đều với chứng hết luôn. Con máy này thì là khu nhà thứ hai rồi nhỉ. Rồi. Nhưng mà cái bộ đầu tư này là làm nhà này đầu tiên đúng không? Cái bộ là... mở hàng coi như là quảng cáo nhận trên mấy ngày đấy nhỉ. Đã biết cái ba rồi à? Ba. Ôi. Đó đấy nhỉ. Đây là mình là biểu quảng cáo luôn đấy. Người ta đưa đón con đi học đây này, cái nhà có ý định nhìn là công nghệ này là nó thích. Ồ. Đúng không? Đây có nghĩa là đi qua đi lại đây đúng không? Thế là thấy nhà này nhất là làm như này được phun thiết như này. Thì nó chuẩn chỉnh cái nhà. Dạ. Mà. Dạ, cảm ơn anh. Đúng rồi. Quảng cáo thì quảng cáo cho bằng quảng cáo kiếm viện bà con. Chính xác, một nhà làm là sẽ nhà sau nó sẽ hỏi mình. Dạ, dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Là tiếc là đội nào xây đấy mình giới thiệu ngay. Đúng rồi. Có số là có việc thôi. Đúng rồi. Biết là những nhà mình làm đã làm rồi. Dạ. Thì từ một nhà ra nhiều nhà đó. Nó có thể tiết kiệm được công. Cái này là chủ nhà cũng đỡ sốt ruột. Chứ không mà làm mà ít người là cứ vào một tí là một tí. Nếu mà hoàn thiện là bằng thủ công thì phải làm tháng. Con này thủ công đấy chứ. Không xong rồi. 20-25 ngày ý. Đâu là một tháng. Vâng. Một tháng xong rồi cái nhà này. Thủ công. Con này mà chứ máy chỉ nửa tháng thôi. Thế thôi. Thế thôi. Gấp nửa nữa. Gấp nửa. Đầu tư chỉ bắt đầu nhưng mà về lâu về dài. Người vẫn làm đấy. Thôi em. Dạ dạ anh con đấy. Người được nữa. Có nhiều á. Năm ông làm thế này. Ở 10 ngày 50 công thì gần 100 công rồi. Vâng. Nhưng là thì làm khoảng 2 công trình với đồng hoạt thì mấy. Hai công trình to anh hóa. Hai công trình nhỏ anh nhưng chú chưa hoạt được. Công trình phải tầm khoảng 3 mét nào. 3 tơn. Nói chung là hai công trình to to là vừa hòa máy đi. Anh thọ cũng khiêm tốn mà. Sotado, máy phun vữa số 1 Việt Nam.